Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ngọc Vân. Chị Ngọc Vân ạ, à, diễn biến mưa của miền Bắc và Bắc Trung Bộ trong ngày mai sẽ như thế nào chị? Vâng, mạnh cường thưa quý vị, dự báo đêm nay sáng mai Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa to. Trọng tâm mưa to sẽ là gồm ven biển, trung du, vùng đồng bằng cũng như là Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình xuống tới Thanh Hóa và Nghệ An, lượng mưa phổ biến 50 tới 100 mm có nơi trên 150 mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng trong đêm nay và sáng mai tại các khu đô thị thuộc các tỉnh thành phố như là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa và Nghệ An. Bù lại mưa nhiều giúp thời tiết mát mẻ. Tại thủ đô Hà Nội nhiệt độ lúc này chỉ khoảng là 27 độ, sau khoảng 3 tiếng sẽ giảm 1 độ, lúc 22 giờ nền nhiệt là 26 độ và thấp nhất đêm nay sáng sớm mai xuống còn là 25 độ. Đại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay mưa giảm, trong tối và đêm nay ít khả năng mưa, trời nhiều mây, tạnh giáo, nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng 25 độ, trời mát. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình chuyển động 24 giờ.